xin chào tất cả các em. ngày hôm nay chúng ta đến với bài học đó là nhận cách nhận dạng dạng nhanh các bài quy luật di truyền. chúng ta đã học tất cả các quy luật di truyền từ quy luật đơn quy luật một tính trạng, một cặp gen quy luật phân ly, rồi quy luật phân ly độc lập tương tác gen liên kết gen hoán vị gen liên kết giới tính và di truyền ngoại nhân vậy thì ở trong bài toán thì đôi khi số đôi khi nó không phải giống như những cái gì mà phép lai thí nghiệm mà chúng ta đã học ở từng quy luật di truyền. đôi khi là cái số liệu nó thay đổi một chút vậy thì từ đó chúng ta sẽ nhận biết ra các quy luật di chuyển như thế nào trong một bài toán phép lai thì cái việc nhận dạng ra quy luật di chuyển nó nó vai trò rất quan trọng bởi vì nếu như chúng ta nhận dạng sai thì ngay lập tức chúng ta sẽ tính uh, các tỷ lệ kiểu hình kiểu gen nó sai ngay lập tức vậy làm thế nào để nhận dạng nó một cách chuẩn xác nhất chính xác nhất thì ngày hôm nay chúng ta sẽ uh, thầy sẽ bày cho các em các cách uh, tổng hợp lại từ những tất cả những cái gì mà chúng ta đã học bởi vì mấu uh, chốt quan trọng nhất ở trong phần quy luật di chuyển ấy, ở tất cả các bài tập về quy luật di chuyển đấy, đó là việc chúng ta phải nắm vững được các tỷ lệ vàng, các phép lai cơ bản và các quy luật di chuyển đơn thì chúng ta mới nhận dạng nhanh được các quy luật di chuyển được. Thế thì thông thường ở trong một bài toán ấy, trong một bài toán ấy thì người ta sẽ là bài toán quy luật di chuyển thì người ta sẽ cho những cái dấu hiệu như thế nào, à, cho những cái sự kiện như kiểu gì, bài toán phép lai kiểu gì để chúng ta nhận dạng được quy luật di chuyển. À, thường thì trong một bài toán đấy nó có những cái gì, à, người ta có thể cho đó là về phép lai phân tích đúng không? Các em sẽ gấy là phép lai phân tích là một này. Đây là thầy sẽ tổng quát trước cho các em. Thứ nhất là phép lai phân tích này, được chưa? Cái tiếp theo nữa là gì? Có thể là phép lai F1, lai với F1 đúng không? Hoặc là một bài toán gọi là phép lai thuận nghịch. Tức là người ta có thể đưa cho các em ba cái kiểu toán như thế này và chúng ta phải đi tìm xác định cái quy luật di chuyển, quy luật di chuyển chi phối. cái quy luật di chuyển mà nó chi phối ấy, thì nó sẽ phụ thuộc cái gì? nó phụ thuộc vào tỷ lệ kiểu hình ở thế hệ thế hệ sau, đúng không? đấy. vậy thì ở phép lai phân tích, phép lai M1 lai với f 1 phép lai thuận nghịch thì chúng ta sẽ xác định các quy luật di chuyển của nó như thế nào? Thế bây giờ chúng ta sẽ đến cái đầu tiên Thầy đi theo từng mục như thế này à, Thầy sẽ không đi theo chúng ta xác định uh, Quy luật uh, phân độc lập như thế nào hay uh, quy luật di chuyển uh, Liên kết ra làm sao, quy luật hóa bị gen như làm sao Bây giờ chúng ta sẽ đi ngược Thầy sẽ dùng phương pháp ngược để chúng ta sẽ uh, Xác định các quy luật di chuyển Thứ nhất, một, đó là gì Trong phép line phân tích Một là xác định quy luật di chuyển Trong phép line phân tích xác định quy luật di truyền trong phép lai phân tích. Phép lai phân tích là gì chúng ta biết rồi. Phép lai phân tích là phép lai giữa một cơ thể có tính trạng trội với cơ thể có tính trạng lặn, đúng không? Thế thì từ đó thì chúng ta biết được là tỷ lệ kiểu hình kiểu gen, từ đó suy ra được tỷ lệ giao tử. Từ tỷ lệ giao tử thì chúng ta biết cách xác định cái giao tử nó tạo ra như thế nào thì từ đó chúng ta sẽ suy ra được quy luật di truyền. Bởi vì các em phải biết được rằng là bản chất của tất cả các quy luật di truyền đó là sự vận động của nhiễm sắc thể theo cách khác nhau trong giảm phân của thụ tinh. Chính cái sự vận động đó nó tạo ra các số liệu giao tử, các tỷ lệ số, số lượng và tỷ lệ giao tử khác nhau. Từ đó chúng ta sẽ biết được cách sắp xếp của nó. Ví dụ như là nếu như là nó phân độc lập thì các các tỷ lệ giao tử tạo ra nó sẽ là ngang bằng nhau. Đó, còn hoán vị gen liên kết gen nó lại khác, đúng không? Hai trinh nó có thể giới tính thì nó lại khác nữa. Nên từ đó chúng ta sẽ suy được ngược ra được quy luật di truyền. Được chưa? Vậy trong phép lai phân tích, trong phép lai phân tích thì xác định như thế nào? Với phép lai về một tính trạng. Thứ nhất, một nhỏ, đó là phép lai một tính trạng. Phép lai một tính trạng. Đúng không? À, thì đầu tiên là chúng ta thấy rằng là phép lai một tính trạng này, phép lai một tính trạng thì trong phép lai phân tích thì có thể là A lớn A lớn lai với a nhỏ a nhỏ và A lớn a nhỏ lai với a nhỏ a nhỏ. Đúng chưa? cho em trong phép một tình trạng thế nếu như trường hợp này nếu như nó ra cái trường hợp này này em nhìn đến đây nếu như a lớn a lớn lại với a nhỏ nhỏ thế hệ sau ra một trăm phần trăm là a lớn a nhỏ và một trăm phần trăm a lớn a nhỏ này mà nó giống cái một bên tính hiệu trội đem lại là a lớn a lớn thì suy ra đây là trội lặn hoàn toàn một trăm a, a lớn a lớn lại bằng với a lớn a lớn thì nó sẽ là trội lặn hoàn toàn đúng không thế nếu như một trăm a lớn a, a lớn a nhỏ này cái phép này, này này nếu như a lớn a nhỏ này mà nó lại là tính trạng tính trạng gì đây nó lại tính trạng uh, biểu hiện trung gian giữa a lớn và a nhỏ đấy nó là a lớn a nhỏ thì đó là trường hợp thứ nhất trường hợp thứ hai đó là tính trạng trung gian thì đây là trội lặn không hoàn toàn không hoàn toàn được chưa rồi cái a lớn a a lớn a nhỏ và lai với a nhỏ a nhỏ thì nó sẽ ra như thế nào ví dụ như a lớn a nhỏ lai với a nhỏ a nhỏ chúng ta thấy rằng là nó sẽ ra được một a lớn a nhỏ và một a nhỏ a nhỏ thì ở trong cái phép lai này em sẽ thấy rằng là nếu như nó ra được cái tỷ lệ là một 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 đây Các em sẽ thấy rằng là cái cơ thể Tỷ lệ cơ thể đem lai Tỷ lệ F1 ở à, FP Sinh ra nó giống với cái kiểu hình Của hai bên bố mẹ Kể cả trong trường hợp trội lặn hoàn toàn hay trội không hoàn toàn Thì ở sau các em sẽ thấy rằng là A lớn A nhỏ vẫn giống thằng A lớn A nhỏ Ở bố mẹ A nhỏ A nhỏ ở đây vẫn giống cái A nhỏ nhỏ Ở bố, bố mẹ Vậy nên là nếu như chỉ ở trong cái phép lai này, này Thì chúng ta rất khó xác định được cái tỷ lệ đó là trội hoàn toàn hay là trội lặn trội hoàn toàn hay trội không hoàn toàn. Nếu như bài toán chỉ cho cái phép lai như thế này thôi. A lớn A nhỏ lai với a nhỏ nhỏ mà ra được một A lớn A nhỏ, một a nhỏ nhỏ thì rất khó xác định. Chúng ta không thể xác định được trong trường hợp này nó là trội đoạn hoàn toàn hay trội không hoàn toàn được. Nó không giống như trường hợp trên. Các em sẽ thấy rằng là nếu như là trội lặn không hoàn toàn thì nó sẽ ra được cái kiểu hình khác ngay với bố mẹ. Nhưng còn trội hoàn toàn, trội đoạn hoàn toàn thì nó sẽ ra được kiểu hình giống một bên, kiểu hình đều trội đem lai. Nhưng qua thằng dưới thì rõ ràng nó đều ra được tỷ lệ 11 dù là trội lạn hoàn toàn hay không trội lạn hoàn toàn. Thế nên ở cái phép này này nếu như đề bài nó chỉ có một phép này này thì chúng ta có thể suy ra được là một trong hai trường hợp đều là trội hoàn toàn hoặc là trội không hoàn toàn và bắt buộc nếu như muốn xác định tỷ lệ kiểu gen nữa thì đề bài à, muốn xác định quy luật di truyền nữa thì đề bài nó phải cho các em cái gì cho các em cái uh, dữ kiện khác để chúng ta có thể xác định được đó là trộn lại hoàn toàn hay trộn không hoàn toàn. Như nếu như chỉ một phép lai thì rất rất là khó, được chưa? Tiếp tục này, vẫn là phép lai một tính trạng. Đây là một tính trạng. À, nếu như cái thằng phép lai một tính trạng, thì nếu như là phép lai về một tính trạng, nhưng các em biết được rằng là quy luật di truyền chúng ta học phép lai về một tính trạng thì gồm có quy luật phân ly và quy luật tương tác gen, đúng không? Vậy thì nếu như phép này một tính trạng nó sẽ ra được cái tỷ lệ là ví dụ như A lớn A nhỏ B lớn B nhỏ lai với A nhỏ A nhỏ B nhỏ B nhỏ Thì em sẽ thấy rằng là nó sẽ ra được tỷ lệ là 1 A lớn A nhỏ B lớn B nhỏ 1 A lớn A nhỏ B nhỏ B nhỏ 1 A nhỏ A nhỏ B lớn B nhỏ và 1 A nhỏ A nhỏ B nhỏ B nhỏ Thì cái tỷ lệ kiểu hình tùy theo cái kiểu tương tác đúng không cái này nó có thể ra được cái tỷ lệ là 1, 1, 1, 1 Nếu như trong trường hợp đó là tương tác gen theo kiểu tỷ lệ là 9, 3, 3, 1 Nếu như nó có thể ra được cái tỷ lệ kiểu hình Đó là tỷ lệ kiểu hình 3, 1 À tỷ lệ 1, 3 Trong trường hợp tương tác gen theo kiểu tỷ lệ 9, 7 1, 3 ở đâu? 1 là A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ 3 là 3 thằng còn lại Tiếp theo nữa nó có thể ra được tỷ lệ là 1, 2, 1 nếu ta tương tác theo tỷ lệ là 9 6 9 6 1. Được chưa? Đấy, thế thì tương tác gen theo kiểu như thế này, các em sẽ thấy rằng là rõ ràng rằng là trong phép lai phân tích, phép lai phân tích về một tính trạng. Đây là phép lai phân tích về một tính trạng mà lại cho các tỷ lệ như thế này. Đấy. Cho các tỷ lệ này về một tính trạng mà lại cho tỷ lệ 1 1 1 1 1 3 1 2 1. Rõ ràng trong tất cả phân phân tích em sẽ thấy đây nó chỉ cho là tỷ lệ 100% hoặc 11. Nếu như là một gen có hai alen. Nhưng trong trường hợp còn lại ở đây chúng ta thấy rằng là do tỷ lệ như thế này. Phép này phân tích một tính trạng mà thế hệ sau cho 4 tổ hợp. Nó sẽ bằng 4 nhân với 1. Đúng không? Vậy suy ra cái P cho 4 loại giao tử. Vậy suy ra nó phải dị hợp hai cặp gen. đúng wow. không? dị hơi cặp gen và rõ ràng lúc này chúng ta sẽ suy ra ngay được đó đây đó chính là tương tác gen bởi vì nếu như là dị hợp một cặp gen không thể nào cho được cái tỷ lệ như thế này mà bắt buộc muốn tạo ra bốn loại giao tử nó phải dị hợp hai cặp gen đúng chưa đấy là phép lai về một tính trạng mà lại cho cái tỷ lệ như thế này ok đó là trường hợp mà gen nằm trên giới thể thường vậy thì nếu như là một tính trạng nhưng mà lại gen nằm trên giới thể tính thì lúc đó tính sao với gen nằm trên những giới thể tính ấy gen trên những sắc thể giới tính gen nằm trên giới tính thì chúng ta nhận biết là như thế nào à, ví dụ như là chúng ta có cái phép lai như sau ví dụ thầy quy ước ở đây đó là mà a lớn là mắt đỏ Đấy. và a nhỏ là mắt trắng và chúng ta lai con rùi giống với nhau thế thì cái gen nằm trên giới tính thì cái phép lai phân tích nó sẽ phải phụ thuộc vào con nào làm đực con nào làm cái bởi vì chúng ta biết rằng là phép lai trên những thể giới tính thì cái tính trạng biểu hiện không đồng đều ở hai giới. phép lai thuận nghịch nó sẽ kết quả khác nhau. Vậy nếu như bây giờ thầy coi ở con ruồi giấm chẳng hạn Đây ví dụ là ruồi giấm. Ruồi giấm, đúng không? Chúng ta ruồi giấm thì x là cái và XI là được đúng không? Thế thì, thì x ví dụ như là đây là phép lai phân tích thế này. Bây giờ thầy chọn con con đồng hợp lặn, con mang tính trạng lặn. Ở đây là con cái. Và thấy rằng là phép lai là XA lớn Y lai với XA nhỏ XA nhỉ? Được chưa? Cái phép 2 này, này thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ tạo ra được cái tỷ lệ là gì? 1, 1 đúng không? 1 XA lớn, uh, XA nhỏ và 1 XA nhỏ Y. Đúng không? 1 XA lớn, XA nhỏ, 1 XA nhỏ Y. Và chúng ta sẽ thấy rằng là con này là đỏ. Và đây là cái. Và đây là trắng và đực. Đúng không? chúng ta thấy rằng biểu tính trạng biểu hiện cũng không đồng đều của hai giới, chúng ta suy ra ngay đó là trường hợp liên kết giới tính rồi. Và từ đây chúng ta sẽ suy ra được cái rất may mắn, rất hay ở chỗ là ở cái quy luật di chuyển đến cái giới tính ấy, muốn xác định được kiểu gen ấy nó rất đơn giản bởi vì là cái thằng cái thằng cái thằng, thằng XY ấy nó chỉ có một loại kiểu gen thôi. Khi mà chúng ta biết kiểu hình, nó là trội hay là lặn thì chúng ta biết ngay được là XA lớn hay là XA nhỏ Y. Đúng không? Vậy nếu như là bây giờ nó là XA nhỏ. XA nhỏ Y à thế à, XA lớn Y. Còn x a nhỏ y thì chúng ta cần chẳng cần nhiên làm gì. Thế bây giờ nếu như thầy chọn cái mang tính chặn lặn là con đực. Thì bây giờ nó có thể là x a lớn x a nhỏ này. À, lai với x uh, a nhỏ y. Đấy, đây cũng là phép lai phân tích. Mà vai trò nó khác nhau. Một thằng là cái là mang tính chặn lặn, đây là đực mang tính chặn lặn. Thì trong cái phép lai này, này chúng ta sẽ thấy tạo ra được tỷ lệ là gì? Uh, x ở dưới cái ta sẽ có là 1 xa lớn xa nhỏ 1 xa nhỏ với nhỏ đúng chưa còn là dễ đực chúng ta thấy rằng là nó sẽ tạo ra được một x a lớn y và một x a nhỏ y đó các em sẽ thấy rằng là ở dưới đực hay ở dưới cái đều có cái tỷ lệ là về mắt đỏ và mắt trắng đều là tỷ lệ là một một đúng chưa như vậy là các em sẽ thấy rằng là kết quả phép lại thượng nghịch trong trường hợp này đã khác nhau rồi nó lại còn phụ thuộc vào cái con nào đó là bằng tính chẳng lạ con đực hay con cái mà tính trạng lại thì kết quả nó sẽ khác nhau nữa được chưa còn ví dụ như là nếu như mà nó là xa lớn xa lớn thì chẳng còn gì để nói ta sẽ tạo thế tạo ra là xa nhỏ y thì chắc chắn 100% dù con đực hay con cái nó đều do là 100% là xa lớn xa nhỏ và xa lớn y đúng chưa vậy thì tất cả con đều sinh ra là mắt đỏ ok vậy thì đây là về phép like phân tích và một tính trạng. Bây giờ chúng ta đến với cái phép phân tích nếu như là hai tính trạng thì chúng ta biết ra quy luật di chuyển là gì. Phép lai phân tích về hai tính trạng chúng ta thấy rằng là gồm có quy luật liên kết gen, hoán vị gen và phân hiệu lập. Ok, chúng bây giờ chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Bây giờ nếu như phép lai về hai tính trạng mà nếu là phép lai phân tích chúng ta tính như thế nào? Hai nhỏ. Đó là phép lai về hai tính trạng. Đấy, phép lai về tính trạng. Phép lai về tính trạng chúng ta thấy rằng gồm có quy luật phân hiệu lập của liên kết gen và của đột biến gen. Thế tính F2 nếu như là ở quy luật phân liệu độc lập các em sẽ thấy rằng là A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ. Đúng không? Khi mà lai với A nhỏ A nhỏ, B nhỏ B nhỏ, các em sẽ thấy nó sẽ ra được tỷ lệ là 1 1 1 1. Các các em đừng có nhầm với cái 1 1 1 này giống như trường hợp là tương tác gen nhé. Tương tác gen 9331 cũng ra 1 1 1. Nhưng em phải hiểu rằng là những đấy là một tính trạng, đúng không? Còn đây là bài toán về hai tính trạng Đấy, khi mà hai tình trạng nó sẽ ra được cái tỷ lệ như thế này thì suy ra đây là trường hợp phân điều lập. Tại sao chúng ta phải suy ra đấy? A lớn là nhỏ B lớn B nhỏ lai với A nhỏ B nhỏ B nhỏ B nhỏ ra tỷ lệ 1, 1 1 1. Chứng tỏ rằng cái thằng A lớn là nhỏ B lớn B nhỏ này nó cho bốn loại giao tử với tỷ lệ bằng nhau. Muốn cho được bốn loại giao tử với tỷ lệ bằng nhau thì nó phải tuân theo quy luật phân điều lập. Còn nếu như trong trường hợp đó là liên kết gen thì sao? Liên kết gen thì các em thấy rằng là liên kết gen thì dị hợp tử hai cặp gen nó sẽ có hai kiểu. Một là dị hợp từ đều và hai dị hợp từ chéo Vậy nếu như dị hợp từ đều A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ Lai với A nhỏ A nhỏ B nhỏ B nhỏ Các em sẽ thấy rằng nó sẽ ra được à, Thấy xin lỗi phải viết là A lớn A nhỏ B nhỏ trên A nhỏ B nhỏ Nó sẽ ra được tỷ lệ đó là một A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ Và một A nhỏ B nhỏ trên A nhỏ B nhỏ Như vậy các em sẽ thấy rằng là Ở đời con nếu như là dị hợp từ đều mà liên kết gen trong trường hợp phép lai phân tích sẽ xuất hiện đời con xuất hiện theo tỷ lệ 11 và tỷ lệ 11 này các em sẽ thấy rằng là đều có giống kiểu hình với bố mẹ nếu như tỷ lệ 11 mà lại giống kiểu hình với bố mẹ vậy suy ra đó là gì hợp từ đều đây là một trong những dấu hiệu để nhận biết đây là gì hợp từ đều nhá còn nếu như gì hợp từ chéo các em sẽ thấy rằng này a lớn b nhỏ trên a nhỏ b lớn lai với a nhỏ b nhỏ trên a nhỏ b nhỏ các em sẽ thấy vẫn tạo ra được tỷ lệ 11 một à, một a lớn b nhỏ trên a nhỏ b nhỏ và một a nhỏ b lớn trên a nhỏ b nhỏ nhưng các em sẽ thấy sự khác biệt giữa hai thằng này cái thằng mà nếu như là dị hợp tử chéo khi mà phép lai phân tích nó sẽ tạo ra được cái gì tạo ra được tỷ lệ một một nhưng kiểu hình của con cái khác hoàn toàn bố mẹ được chưa vậy suy ra nó là dị hợp tử chéo hãy nhớ đến cái dấu hiệu để nhận biết dị hợp tử đều và dị hợp tử chéo trong cái trường hợp phép lai phân tích còn nếu như là tỷ lệ là hoán vị gen hoán vị gen các em sẽ thấy rằng là hoán vị gen thì như thế nào nếu như hoán vị gen thì các em sẽ thấy rằng là a lớn b lớn trên a nhỏ b nhỏ trong trường hợp thứ nhất là dị hợp từ đều và a lớn b nhỏ trên a nhỏ b nhỏ cái hoán vị gen nó lại phụ thuộc vào tần số hoán vị gen cái tần số giao tử nó sẽ phải phụ thuộc vào tần số hoán vị gen nên chính vì thế mà tỷ lệ giao tử tạo ra nó sẽ không đều được Đấy, nó sẽ tạo ra hai giao tử sinh ra liên kết và hai giao tử sinh ra hoán vị Nước này nó sẽ tạo ra được bốn loại kiểu hình Em sẽ thấy rằng là Với A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ Bằng với A A nhỏ B nhỏ trên A nhỏ B nhỏ Và, dạo, và loại kiểu hình tiếp theo nữa là à, A nhỏ A lớn B nhỏ trên A nhỏ B nhỏ Bằng với A nhỏ B lớn trên A nhỏ B nhỏ Bởi vì A lớn B nhỏ và a nhỏ b lớn đều là giao tử sinh ra hoán vị thế nên chính vì thế mà ở trong phép lai phân tích thì cái kiểu hình con sinh ra với cái giao tử sinh ra hoán vị sẽ nhỏ hơn kiểu hình sinh ra do liên kết được chưa nên chính vì thế mà chúng ta sẽ suy ra được đây là hoán vị gen sẽ tạo ra được bốn loại kiểu hình trong đó các tỷ lệ kiểu hình không hề bằng nhau giống như phân độc lập mà có hai tỷ lệ kiểu hình chiếm tỷ lệ nhỏ hai kiểu hai kiểu hình uh, chiếm tỷ lệ lớn hai kiểu hình chiếm tỷ lệ lớn ở đây các em sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ giống bố mẹ hai kiểu hình chiếm thị lớn mà giống bố mẹ suy ra đó là dị hợp từ đều còn nếu như là dị hợp từ chéo các em sẽ thấy ở đây là a lớn b nhỏ trên a nhỏ b lớn lai với a nhỏ b nhỏ trên a nhỏ b nhỏ các em sẽ thấy rằng là nó sẽ tạo ra được hai loại giao tử với tỷ lệ lớn đó là a lớn b nhỏ trên a nhỏ b nhỏ sẽ bằng với a lớn a nhỏ b lớn trên a nhỏ b nhỏ và nó lớn hơn hai giao tử ra cho hoán vị đó là a lớn b lớn trên a nhỏ b nhỏ và với giao tử là a nhỏ b nhỏ trên giao tử a nhỏ a kiểu hình a nhỏ b nhỏ trên a nhỏ b nhỏ và như vậy các em cũng thấy nhận thấy ở đây rằng thì hai cái thằng chiếm tỷ lệ lớn nó sẽ khác bố mẹ đúng không hai thằng tỷ lệ lớn ở đây nó sẽ khác bố mẹ vậy suy ra đây là trường hợp dị hợp từ chéo Vậy thì dấu hiệu để chúng ta nhận ra hoán vị gen trong trường hợp dị hợp từ đều hay dị hợp từ chéo đó là khi chúng ta nhận thấy rằng là xem cái kiểu hình chiếm tỉa lớn nó giống bố mẹ hay khác bố mẹ. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ suy ra được đây là quy luật hoán vị gen trong trường hợp này ở trong phenotype phân tích. Đó, đấy là cách xác định quy luật di truyền ở trong phenotype phân tích. Vậy thì nếu như ở tiếp theo nữa là phenotype F1 là với F1 thì chúng ta sẽ xác định như thế nào? Chúng ta đến phần 2 đó là xác định quy luật di truyền di truyền trong trường hợp là F1 lại với F1 di chuyển trong trường hợp là F1 là F1 thế thì F1 lại F1 các em hay gặp cái trường hợp đó là F1 giao phấn đề bài hay cho các em đó là F1 F1 giao phấn hay F1 tự thụ À, chúng ta rất hay gặp những cái trường hợp như thế này Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ xác định như thế nào Đấy, Vậy nếu như đó là phép lai về một tính trạng Phép lai về một tính trạng Chúng ta cũng thấy một một nhỏ trong cái phần hai lớn Đó là phép lai một tính trạng Phép lai về một tính trạng Các em sẽ thấy rằng là Đây Phép lai về một tính trạng thì thường là các em gặp cái phép này tính tính trạng đó là có thể dị hợp bởi vì khi dị hợp nó mới khó xác định còn đồng hợp thì rất dễ xác định thế thì phép này một tính trạng chúng ta thấy rằng là a lớn a nhỏ lai với a lớn a nhỏ nếu như nó cho tỷ lệ là ba một ba trội một lặn thì đây là trội lặn hoàn toàn nếu như a lớn a nhỏ a lớn lai với a lớn a nhỏ lại cho tỷ lệ là một hai một với một chúng ta biết rồi đây nó sẽ là trội lạn không hoàn toàn còn nếu như phép lai này mà lại cho tỷ lệ là hai một thì sao hai một thì sao thì đây các em sẽ nhận giấy dấu hiệu ở đây là gen gây chết gen gây chết gen gây chết trong trường hợp này nó sẽ gây chết ở trạng thái đồng hợp trội các em cứ hiện để ý rằng là tổng tỷ tổng tỷ lệ tổng số tổ hợp ở đây nó thường là một số chẵn với các cái phép lai bình thường nó sẽ được tổ hợp chẵn nếu không hiện tượng gây chết. Thế nhưng ở cái trường hợp mà gen gây chết đây là dấu hiệu các em nhận biết được là gen gây chết đó là tổng cái số tổ hợp ở phép lai tạo ra nó là thường là một số lẻ. Vậy trong trường hợp và thường nhất thường các em gặp đó là gây chết ở trạng thái đồng hợp trội. Các em thấy đây này một A lớn A lớn 2 A lớn A nhỏ và một à, nhỏ nhỏ thì thằng này nó sẽ đai và nó cùng có tỷ lệ là hai một mà thôi đó là trường hợp gây chết ở trạng thái đồng hợp trội và đi khi đi thi và trong các bài toán các em cũng gặp trường hợp như thế này gây chết ở trạng thái đồng hợp trội và các em sẽ không gặp trường hợp trạng thái đồng hợp lặn bởi vì nếu như gặp ở trạng thế trái trạng đồng hợp lặn thì thế hệ con lai tạo ra được được một trăm phần trăm một trăm phần trăm đấy một trăm phần trăm thế thì một trăm phần trăm thì chúng ta không còn ý nghĩa gì ở đây cả và thường các em sẽ gặp cái trường trường trạng thái là chết ở đường hầm trộn lúc đó mới gây ra cái tỷ lệ đó là tỷ lệ hai một được chưa đó là trường hợp đó là hai một ok đấy là phép lại một tính trạng tiếp theo nó phép lại một tính trạng nhưng đây là trong trường hợp một gen quy định một tính trạng và nếu như là trong trường hợp mà chúng ta thấy rằng là phép lại một tính, à, tính trạng với cái trường hợp là phân ly độc lập à, à chỗ hoàn toàn với trộn lặn không hoàn toàn vậy bây giờ trong trường hợp là tương tác gen các em sẽ thấy thế nào nếu như là tương tác gen ấy các em sẽ thấy rằng là ví dụ a lớn a nhỏ b lớn b nhỏ lại với a lớn a nhỏ b lớn b nhỏ đúng không thế thì tương tác gen tương tác gen thì khi lai như thế này nó sẽ tạo ra được là 9, 3, 3, 1 Hoặc là 9, 6, 1 Hoặc là 9, 7 Hoặc là 15, 1 Chúng ta không thi cái át chế nên là thầy không đưa cái quy luật át chế vào đây Cái bài tương tác gen thì thầy giới thiệu thêm một phần át chế thôi để các em biết được Nhưng chúng ta không không thi, không thi cái phần át chế đó là phần giảm tải Nên là thầy không đưa át chế vào đây nữa Thế là 9331, 961, 97 đây là tương tác bổ sung Còn 151 đây là tương tác cộng gộp Đó Thế thì khi mà phép lai like về một tính trạng mà lại cho 16 tổ hợp 9 cộng 3 cộng 3 cộng 1 hoặc 9 cộng 6 cộng 1 hoặc 9 cộng 7 hoặc 15 cộng 1 tạo ra 16 tổ hợp 16 tổ hợp này mà lại F1 tự thụ tức là F1 nó kiểu gen giống nhau thì khi nó tự thụ thì F1 cho ra 10 F1 lại F1 cho ra 16 tổ hợp 16 ở đây chúng ta thấy là 16 đây là 16 tổ hợp đúng không 16 tổ hợp tất cả này 16 tổ hợp nó sẽ bằng với 4 x 4 4 x 4 là 4 loại giao tử F1 cho bốn loại đa tử nó phải dị hợp hai cặp gen. Vậy thì em phép lai về một tính trạng mà lại F1 cho bốn loại đa tử thì phải dị hợp hai cặp gen. Giơ có gen thì suy ra đó là tương tác gen. Đấy, đó là trong trường hợp về phép lai về một tính trạng thì như thế này. Bây giờ chúng ta đến cái phần tiếp theo ở đây đó là nếu như là phép lai về hai tính trạng mà F1 là về F1 thì như thế nào? Hai à, nhỏ. Phép lai về hai tính trạng. cân trạng ở phép lai về hai tính trạng thì các bước cơ bản là chúng ta khi mà lai F1 là F1 để chúng ta tìm ra được cái quy luật di truyền chi phối đó là chúng ta phải đi vào các bước như sau đó là bước 1 xét sự di chuyển từng cặp tính trạng một để xem nó tuân theo quy luật di truyền gì bước hai đó là xét sự di truyền đồng thời hai cặp tính trạng hai cặp tính trạng được chưa đấy từ đó chúng ta sẽ suy ra được quy luật di chuyển chi phối đó là phân ly độc lập liên kết gen hay hoán vị gen như sau nếu như nếu thứ nhất là tỷ lệ kiểu hình chung tức là tỷ lệ kiểu hình của hai cặp tính trạng bằng tích tỷ lệ kiểu hình của hai cặp tính trạng đó tích tỷ lệ hai cặp tính trạng thì chúng ta suy ra đó là quy luật phân ly độc lập vì chúng các em học toán xác suất tổ hợp rồi khi mà chúng độc lập sự kiện nó diễn ra độc lập thì cái 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 xác suất chung của hai sự kiện đó nó sẽ bằng tích của hai thằng đó đúng chưa đây là phi lập phân ly độc lập nếu như tỷ lệ kiểu hình chung khác với tích tỷ lệ hai cặp tính trạng thì suy ra chúng ta sẽ suy ra được đó là liên kết gen liên kết gen nhưng liên kết gen này có hai kiểu một là liên kết gen hoàn toàn và liên kết gen không hoàn toàn nếu như là hoàn toàn để viết tắt liên kết gen hoàn toàn thì số số kiểu hình số kiểu hình này các em thấy là làm sao chúng ta nhận biết được liên kết hoàn toàn Đó là số kiểu hình thực tế ít hơn số kiểu hình lý thuyết. Còn nếu như là hoán vị gen thì số kiểu hình thực tế nó sẽ bằng với số kiểu hình lý thuyết. Đấy, đây là chúng ta nói lý thuyết với nhau thế này. Bây giờ thầy sẽ đi vào ví dụ để chúng ta nhận thấy rằng là cụ thể nó như thế nào. Chúng ta đến với một ví dụ cụ thể sau đây. À, về trường hợp mà là F1 với F1 mà trong trường hợp mà à, xác định cái quy luật di chuyển đó là phân liệu lập, linh kết gen hay hoán bị gen. Ở ví dụ số 1, thì cho như sau. Cho đậu Hà Lan F1 thân cao hạt vàng tự thụ phấn. À, thân cao hạt vàng tự thụ phấn, đúng không? Thế thì ở F2 phân ly theo tỷ lệ là 9 thân cao hạt vàng. 3 thân cao hạt xanh, 3 thân thấp hạt vàng, một thân thấp hạt xanh. Như thầy đã nói, nguyên tắc đầu tiên là chúng ta xét gì? Xét sự di chuyển của từng cặp tính trạng. Thì chúng ta thấy rằng là ở F2 ấy, ở F2 có cái tỷ lệ là gì? Cao trên thấp ở đây chúng ta thấy rằng là cao lên thấp đây có 9 cao 3 cao chúng ta thấy là 9 cộng 3 trên 3 cộng 1 và đây là tỷ lệ là 3 1 đúng không tỷ lệ 3 1 này là tỷ lệ của luật phân ly theo luật của Mendel chúng ta vừa nhận biết ở kia sau Vậy suy ra phép lai của nó sẽ là ALA A nhỏ Lai với ALA A nhỏ Chọn lại hoàn toàn Ở Tiếp theo nữa chúng ta thấy là hạt vàng trên hạt xanh Đấy viết tắt Vàng trên xanh Chúng ta thấy rằng là cũng bằng 9 cộng 3 trên 3 cộng 1 Và sẽ bằng 3 trên 1 Đây cũng là tỷ lệ của lập phân ly Và chúng ta có phép lai là B lớn B nhỏ Lai với B lớn B nhỏ Bây giờ xét sự di chuyển đồng thời của hai cặp tính trạng Ta thấy là F2 có cái tỷ lệ là 9 3 3 1. 9 3 3 1 này nó sẽ bằng tích tỷ lệ kiểu hình của hai từng tính trạng một là 3 1 nhân với 3 1. Ở đây chúng ta thấy ở đây và đây. Vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra ngay đó là phân ly phân ly độc lập. Đó, muốn xét thằng nào cặp tính trạng này với cặp tính trạng kia nó có phân ly độc lập với nhau hay có liên kết hay không thì xem chúng ta xét như thế này. Bây giờ tiếp tục chúng ta trở lại và trở tiếp theo với cái bài tiếp theo như này ví dụ số 2 này. Ở viên số 2 thì thầy cho các em đó là cho rồi giấm thuần trùng thân xám cánh dài. Thân xám cánh dài. Lai với rồi thân đen cánh cụt. F1 đồng loạt thân xám cánh dài. Từ đây chúng ta có thể suy ra được là xám dài là trội và đen cụt. Đó là F1 lai với nhau thu được F2 phân theo tỷ lệ như sau. Trường hợp 1 là 75 xám dài và 25% đen cụt. Trường hợp 2 70% xám dài, 20% đen cụt. 5% sám cụt và 5% đen dài. Từ đây chúng ta sẽ phải suy ra được quy luật di truyền theo từng từng trường hợp một. Vậy bây giờ ta xét cái trường hợp 1. Trường hợp 1 chúng ta cũng xét sự di truyền đồng thời của từng cặp tính trạng à từng cặp tính trạng một. Các em sẽ thấy rằng là chúng ta có đây đó là xám trên đen bằng 3 trên 1, 75% cho 25%. Chúng ta thấy là dài trên cụt cũng bằng 3 trên 1 Nhưng mà khi mà chúng ta xét sự di chuyển đồng thời chung Thì ở F ở F2 có tỷ lệ là 3 1 Hoàn toàn khác với cái gì 3 1 Nhân với 3 1 Nếu như nó là phân hiệu lập thì nó phải ra tỷ lệ là 9 3 1 Chứ không phải ra tỷ lệ 3 1 như ở đây Thế nên điều này suy ra nó là trường hợp liên kết gen Và vừa rồi thầy nói với các em là Số kiểu hình thực tế nó sẽ ít hơn kiểu hình lý thuyết Bởi vì các em học liên kết gen nó sẽ làm giảm số biến dị tổ hợp đi chính vì thế số kiểu hình thực tế nó sẽ ít hơn số kiểu hình lý thuyết số kiểu hình lý thuyết là như thế nào em sẽ thấy rằng là nếu phép lai hai từng tính trạng một ở đây có hai loại kiểu hình ở đây cũng có hai loại kiểu hình chúng ta 2 nhân 2, ở đây là bốn kiểu hình lý thuyết đây là phần lý thuyết nhưng số kiểu hình thực tế ở đây chúng ta thấy có hai kiểu hình thực tế thôi nhỏ hơn số kiểu hình lý thuyết vậy suy ra trong trường hợp này liên kết gen hoàn toàn liên kết gen hoàn toàn thế bây giờ liên kết gen thì các em biết rằng là liên kết gen chúng ta thấy rằng là gồm có hai trường hợp khi mà dị hợp tử cái mấu chốt để giải tỏa quay quyết các bài liên kết gen và hóa bị gen đúng không như thầy đã từng nói với các em đó là gì chúng ta nhận biết được đâu là dị hợp tử đều đâu là dị hợp tử chéo vậy trong trường hợp này các em có xác định được đây là dị hợp tử đều hay dị hợp tử chéo không các em sẽ thấy rằng là trong cái kết quả phép lai nó xuất hiện chỉ có đen cụt và sáng dài tức là chỉ có uh, a nhỏ đi với b nhỏ a lớn Đi với B lớn. Đấy. Vậy suy ra đây là trong trường hợp này. Đó là ta, ta thấy là A nhỏ luôn đi cùng với B nhỏ. Và A lớn luôn đi cùng với B lớn. Mà không thể xuất hiện các kiểu hình khác. Vậy suy ra đây nó sẽ là dị. Dị gì? Dị, dị đều. A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ. Lai với A lớn B lớn trên A nhỏ. Nó sẽ ra là tỷ lệ 31. Còn nếu như là dị chéo nó sẽ ra là tỷ lệ khác em ạ. Nếu như dị chéo thì không phải tỷ lệ 31 nữa Đây nhá ví dụ này, nếu nó là dị chéo này A lớn B nhỏ Trên A nhỏ B lớn lai với A lớn B nhỏ trên A nhỏ B lớn Đấy, đây là bổ sung thêm thôi Các em thấy rằng nếu như trong trường hợp này Nó sẽ ra tỷ lệ là gì 1A lớn B nhỏ trên A lớn B nhỏ 2A lớn B nhỏ Trên A nhỏ B lớn Và 1A nhỏ B lớn Trên A nhỏ B lớn Và các em sẽ thấy rằng trong trường hợp nó ra tỷ lệ là 1 2, 1 và kiểu hình Nhưng dù cho dị hợp từ đều hay dị hợp chéo ra với nhau Thì đây vẫn là ba kiểu hình thực uh, thực tế Vẫn nhỏ hơn với bốn kiểu hình lý thuyết Được chưa? Ok Đến trường hợp 2 Đến trường hợp 2 các em sẽ thấy ở đây này Trường hợp 2 chúng ta thấy là dẫn ra một cái tỷ lệ rất nhanh cuội ở đây rồi Và đây là dẫn ra một dấu hiệu của hóa vị gen Các em sẽ thấy nếu như xét trong trường hợp 2 Trường hợp 2 Trường hợp 2 nếu như xét từng gặp tính trạng em sẽ thấy rằng là với xám trên đen chúng ta thấy là 70 cộng 5 chia cho 20 cộng 5 chúng ta thấy vẫn ra là xám trên dạ xám à, trên đen bằng 3 trên 1 đúng không xám trên đen là 3 trên 1 được chưa thế thì suy ra vẫn là a lớn a nhỏ lại với a lớn a nhỏ nếu như tiếp theo chúng ta sẽ thấy là dài trên cụt chúng ta thấy vẫn là 31 dài trên cụt vẫn là 3 trên 1 ra là b lớn b nhỏ lai với B lớn B nhỏ à, Bây giờ chúng ta xét sự di chuyển đồng thời hai cặp tính trạng Chúng ta thấy rằng là nó ra được tỷ lệ là 7 à, Đây là 70 chia 5 là 10 à, Bằng 14 đúng không? Chúng ta sẽ thấy là 70 này 20 này 5 này 5 này Các em có thể rút gọn đi Đó là 14 4 1 1 Đúng không? Chắc chắn nó sẽ khác với 31 Nhân với 31 rồi không thể nào giống ở đây trong trường hợp này được khác ba một một và trong trường hợp này các em nhìn đây là số kiểu hình thực tế ở đây là 4 số kiểu hình lý thuyết ở đây cũng là 4 bằng nhau vậy đây chúng ta sẽ suy ra đó là hiện tượng hoán vị gen. rồi hoán à, vị gen. được chưa vậy trong trường hợp này bây giờ thầy bắt các em đi xác định cái kiểu gen của f 1 thì các em sẽ làm như thế nào à, f 1 lai với nhau mà lại ra tỷ lệ như thế này thì trong cái bài toán với các dạng toán hoán vị gen thể thể đã dừng hướng dẫn các em rồi bây giờ chúng ta phải căn cứ bây giờ chúng ta muốn biết được nó là dị hợp từ đều hay dị hợp từ chéo nhìn đây là biết dị hợp từ hai cặp gen rồi muốn biết dị hợp từ đều hay dị chéo chúng ta phải căn cứ vào giao tử muốn căn cứ vào giao tử chúng ta phải đi tìm cái gì cái từ cái kiểu hình có kiểu gen duy nhất hoặc ít nhất và thường là đồng hợp lặng các em sẽ thấy rằng là 20% đen cụt 20% đen cụt 20% đen cụt này Các em sẽ thấy rằng là 20% đen cụt là A nhỏ B nhỏ trên A nhỏ B nhỏ các em ở đây các em phân tích nó ra Nó sẽ bằng bao nhiêu Ở đây là gì 20% A nhỏ B nhỏ cho A nhỏ B nhỏ Các em cần phải chú ý Với trong bài toán hoán vị gen các em cần phải chú ý Rằng xem bài toán nó có cho Cái hoán vị gen Hai bên với tần số bằng nhau hay không Hay mọi diễn biến trong ra uh, tử đực và da tử cái sinh ra tử đực hay ra tử cái Nó giống nhau hay không Nhưng ở trong trường hợp này đó là dùi giấm Dùi giấm hoán vị gen chỉ xảy ra ở dưới cái Không xảy ra ở dưới được nên chính vì thế một bên nó luôn luôn cho tỷ lệ giao tử là 50% Chúng ta thấy rằng là bằng 40% A nhỏ B nhỏ nhân với 50% A nhỏ B nhỏ Được chưa? Nên chính vì thế mà 40% là giao tử sinh ra gió liên kết Vậy suy ra kiểu gen của nó từ đây nó sẽ là A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ Đó là dị hợp từ đều Ok Đó Thế thì Đấy là chính là những dấu hiệu chúng ta nhận biết khi mà F1 này lại với F1 thì nó sẽ là phân liệu lập liên kết gen hay hoãn bị gen. Nhưng nâng cao hơn một chút là như thế này. Nhiều khi bài toán sẽ không cho đầy đủ các tỷ lệ kiểu hình để các em xét từng cặp rồi để xét chung sự kiểu hình từng dạng. Mà người ta lại khóc búa hơn người ta cho một loại kiểu hình nào đó thôi. Vậy thì nếu như trong một trường hợp mà một loại kiểu hình nào đó thôi thì chúng ta sẽ biết được cái tính trạng đấy tuân theo quy luật di chuyển gì à, chúng ta đến với phần tiếp theo chúng ta đến với một trường hợp đặc biệt trường hợp này là khó hơn tức là khi mà phép lai người ta lại không cho cái tỷ lệ kiểu hình của tất cả tỷ lệ của tất cả các loại kiểu hình bởi vì nếu như không cho tất cả các tỷ lệ kiểu hình thì chúng ta không tính được làm như uh, các bước căn bản như thầy nói là bước 1 là xét uh, tỷ lệ của từng loại tính trạng sau đó là bước 2 là xét tỷ lệ chung đúng không bây giờ chúng ta không dùng cách đến được nữa và đây bài toán ví dụ thầy cho luôn một ví dụ như sau này cho lai p thuần chủng giữa thân cao hoa trắng là với thân thấp hoa đỏ f1 thu được 100% thân cao hoa đỏ à, khi mà lai f1 với f1 thì được 20.000 20 cây trong đó có 4.800 cây là thân cao và hoa trắng biết rằng trội lại là hoàn toàn và mỗi gen quy định một tính trạng xác định quy luật di chuyển chi phối đó vậy thì bây giờ muốn làm được những bài toán như thế này chúng ta phải nhìn biết được các tỷ lệ kiểu hình ở những cái phép lai căn bản đó là lai phân li độc lập, hoán vị gen và liên kết gen. thường các em gặp bài toán này trong trường hợp là đi xác định phân li độc lập liên kết gen và hoán vị gen. đấy còn cho một loại kiểu hình này các em không gặp trong trường hợp lai một tính trạng ít hơn uh, rất hiếm khi xảy ra và các em thường gặp nó liên quan đến các bài toán liên kết gen, hoán vị gen là phân li độc lập. thế thì uh, ở đây chúng ta thấy rằng là người ta chỉ cho một loại kiểu hình thôi, chúng nó có thân cao Hoa trắng Thân cao hoa trắng Cái chính tỷ lệ là bao nhiêu các em? 4.800 chia cho 20.000 Nó sẽ bằng với 24% 24% 24% các em biết rằng là Là gì? Ở đây cho P thuần chủng cao hoa trắng Với thấp hoa đỏ F1 là 100% thân cao hoa đỏ Thì từ đây chúng ta suy ra được Thân cao hoa đỏ đây là trội 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 đúng không? Và thấp hoa trắng thì nó sẽ là lặn Lặn Vậy thì em thấy rằng ở đời sau có cái tỷ lệ kiểu hình là cao trắng đó chính là trường hợp trội lặn. Thầy quy ước đó là A lớn trừ B nhỏ B nhỏ phẩy. Bởi vì chưa biết nó là liên kết gen, hoán vị gen hay phân hiệu lập. Nên là A lớn trừ phẩy B nhỏ B nhỏ. Thế thì các em sẽ thấy rằng là đối với phân hiệu lập nhé. Đối với phân hiệu lập. Ở đây này. P là P thuần trùng. Cao hoa trắng nó thấp hoa đỏ. F1 phần trăm trong tương cao hoa đỏ Chắc chắn trong trường hợp này F1 nó phải dị hợp hai cặp gen Dị hợp hai cặp gen Bởi vì trội lai với lặn trội lai với lặn Đồng hợp trội lai với đồng hợp lặn Đấy, cao lai với thấp Còn đỏ lai với trắng Thì đương nhiên F1 nó phải dị hợp hai cặp gen Đó là A lớn trừ A lớn A nhỏ phải B lớn B nhỏ Nhưng chưa biết nó liên kết kiểu liên kết hoán vị phân tử lập. Thì khi nếu như F1 giờ hai cặp gen, các em sẽ thấy này này, F1 giờ hai cặp gen nếu như nó phân liệu lập, nó sẽ ra được tỷ lệ là 9, 3, 3, 1. Và cái tỷ lệ trội lặn nó phải chiếm tỷ lệ 3 phần 16. Như vậy ở đây nó, thứ nhất là 24%, nó khác 3 phần 16. Khác 3 phần 16, thì không phải là phân liệu lập. Cái trường hợp tiếp theo, nếu như nó là liên kết gen, liên kết gen liên kết gen liên kết gen nếu như các em hãy nhớ lại cái phép lai like, nếu như là dị đều lai với dị đều nó sẽ ra tỷ lệ ba một nó không bao giờ có trường hợp trội lặn còn nếu như nó là dị chéo lai với dị chéo nó sẽ ra được tỷ lệ là một hai một và nếu như là liên kết gen thì cái trường hợp này trội lặn nó phải bằng với 25%. 1 2 1 ra bằng 25%. Và cái thằng này cũng khác với 25%. Vậy từ đây chúng ta suy ra đây đó là hoán vị gen. đấy là cách để chúng ta làm. chúng ta phải căn cứ vào các phép lai, à, các phép lai căn bản. nếu như trong trường hợp là phân li lập hay là hoán vị gen à, và liên kết gen thì nó sẽ như thế nào? cái hoán vị gen là chúng ta để sau cùng. nó nếu như nó không thuộc cái trường hợp đó thì suy ra nó là hoán hoán vị gen. được chưa? còn nếu như nó bây giờ đây là kiểu hình trội lặn. còn nếu như người ta cho các em cái kiểu hình lặn lặn đi chẳng hạn. nếu như người ta cho kiểu hình lặn lặn thì nếu như trong phân độc lập thì nó phải bằng với 1 phần 16 tức là 6,25% Nếu trong trường hợp dị hợp hai cặp gen Nếu như trong trường hợp hoán vị gen à, Trường hợp liên kết gen thì nó cũng phải bằng 25% Tối thiểu để bằng 25% Thế nên các em các em cần phải căn, căn cứ là gì? Ở trong trường hợp liên kết gen Thì tỷ lệ một loại kiểu hình nhỏ nhất cũng phải bằng 25% còn những tỷ lệ kiểu hình còn lại nó sẽ là bội số của 25%. Được chưa? Còn trong trường hợp nó là phân hữu lập thì tỷ lệ kiểu hình nhỏ nhất bao giờ cũng là 1 phần 16 tức là 6,25% và các kiểu hình còn lại nó là bội số của 6,25% vậy thì khác với tất cả các đặc điểm đó thì suy ra nó sẽ là hoàng vị dè đó đấy là cách để chúng ta suy ra đúng không đấy cái video này này với trường hợp phân hữu lập f một dị hợp hai cặp nếu như phân liệu lập thì kiểu hình ví dụ tối thiểu lặn lặn là bằng 6,25%. Đúng không? Còn nếu như là liên kết gen thì tối thiểu của nó là lặn lặn nó sẽ bằng với 25%. Bây giờ nếu như khác tất cả những thằng này thì đương nhiên nó sẽ phải là tỷ lệ của quy luật hoán vị gen. Đó là trong trường hợp chỉ cho một loại kiểu hình ở thế hệ sau thì chúng ta giải quyết bài toán nó như vậy. Chúng ta đến với trường hợp số 3. Đó là cách xác định quy luật di truyền trong trường hợp phép lai like thuận nghịch. Thì thường ở những cái bài toán mà người ta cho các em phép lai like thuận nghịch ấy thì nhằm xác định cái gì? Đó là nhằm xác định Thường là xác định cái thứ nhất đó là di truyền qua tế bào chất. Thứ hai nữa là di truyền gen trên nhiễm sắc thể giới tính. Gen giới tính. Có một cái quy luật di truyền các em cần phải lưu ý. Mà gen mà cái kết quả lai thuận nghịch khác nhau. Các em biết rằng là quy luật phân ly này, quy luật phân ly phân ly độc lập liên kết gen hoán vị gen em sẽ thấy rằng này nó sẽ cho kết quả thuận nghịch. Giống nhau. Và gen nằm trên những sắc thể thường với trường hợp gen nằm trên nhiễm thường. Nhưng có một cái quy luật các em cần lưu ý, đó là trường hợp hoán vị gen này. Hoán vị gen này kết quả lai tận nghịch nó chỉ giống nhau khi hoán vị gen ở cả hai giới như nhau. Còn nếu như hoán vị gen ví dụ ở dưới giấm chẳng hạn. Hoán vị gen gì xảy ra ở dưới cái, dưới đực không hoán vị gen, nếu như đổi vị trí cho nhau thì chắc chắn kết quả thuận nghịch nó sẽ khác nhau. Nên các em cần phải chú ý điều đó. À, xác định nhưng mà dù sao ở hoán vị gen tất cả trên giải thường thì em sẽ thấy rằng là tần số à, cái tỷ lệ kiểu hình ở dưới đực và dưới cái nó sẽ bằng nhau. Tỷ lệ kiểu hình dưới đực bằng cái bằng nhau. Dù kết quả hoán vị gen nếu như với dưới giấm chẳng hạn nhé có khác nhau giữa khi mà đảo chiều thuận nghịch nhưng tỷ lệ giữa ở dưới đực và dưới cái nó đều bằng nhau đấy đây là trong cái điều kiện là như vậy còn nếu như xác định qua di chuyển qua tế bào chất này di chuyển qua tế bào chất thì các em sẽ thấy rằng là lai thuận nghịch cả hai cái này đều lai thuận nghịch cả hai cái này đều lai thuận nghịch khác nhau kết quả nhưng cái di chuyển qua tế bào chất thì nó cái đặc biệt đó là di chuyển qua tế bào chất thì nhưng mà di chuyển qua tế bào chất Tế bào chất Thì chúng ta thấy rằng là nó luôn luôn có biểu hiện theo dòng mẹ Biểu hiện theo dòng mẹ Đấy Còn với di chuyển qua liên kết giới tính Liên kết giới tính Thì tính trạng biểu hiện không đồng đều ở hai giới đồng đều ở hai giới. Ở trên ở giới xy nhiều hơn ở giới xx. Và nó có một dấu hiệu di chuyển nữa, đó là di chuyển chéo. Gen trên x gen trên x ở giới xy sẽ truyền cho con ở giới xx. Đó. Gen trên X ở dưới XY nó là bố. Thì truyền cho con ở dưới XX ở đời sau. Đó là hiện tượng di truyền chéo. Đó nên các em. Với phép lai tự nghịch thì nó nhằm xác định cái vấn đề này. Còn với trường hợp đó là lai phân tích và lai F1 và F1 thì các em sẽ gặp trong các bài toán liên quan đến các quy luật di truyền còn lại. Đó, chứ còn ở trong các quy luật uh, di truyền uh, về uh, ví dụ phân điều lập Bài liên kết gen, hoán vị gen thì người ta sẽ không đưa ra cái điều kiện đề bài ở trong cái phép lai tượng nghịch để chúng ta xác định mà nó nằm trong phần 1 và phần 2 mà thầy đã giới thiệu cho các em. Như vậy rằng trong bài học ngày hôm nay, thầy đã giới thiệu cho các em về cách nhận dạng nhanh các quy luật di chuyển dựa vào các tỷ lệ căn bản ở trong các phép lai. Và như vậy các em sẽ thấy rằng là cái việc nhớ những phép lai căn bản, những cái tỷ lệ vàng trong từng quy luật di chuyển nó quan trọng đến mức như nào. Nó sẽ giúp cho các em làm nhanh tất cả các bài toán. Như em hỏi rằng là tại em làm cái nào để làm nhanh các bài cột luật di chuyển thì đầu tiên phải làm những bài toán di chuyển đơn nó chắc đã được chưa vậy thì đây là cách nhận, nhận dạng nhanh từng cái quy luật di chuyển một vậy thì khi gặp những cái bài toán về tích hợp các quy luật di chuyển thì nguyên lý căn bản của nó cũng thế thôi không có gì khác cả và đến bài tiếp theo thì thầy sẽ trình bày cho các em nếu như mà tích hợp quy luật di chuyển thì chúng ta phối hợp cách để nhận dạng danh của luật di chuyển như thế nào còn là bài này thì chúng ta đi từng cái này đơn từng cái quy luật di chuyển đơn một và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em cho những bài giảng tiếp theo của thầy nhớ làm bài đầy đủ nhá xin chào tất cả các em